Xin chào mọi người. Video hôm nay mình sẽ làm thí nghiệm diệt sinh trên sản phẩm H95 này. Sản phẩm này là một sản phẩm diệt sinh hiệu quả mà quý mình đã sử dụng và thấy hiệu quả cao nên giới thiệu đến mọi người. Hôm vừa rồi mình có làm video đăng YouTube rồi, nhưng mà bữa đó trời mưa nên làm video nó ồn quá, quý mình không có lọc được tạp âm. Nên hôm nay làm một cái video cho nó rõ ràng hơn cho mọi người xem. Thì ở đây quý mình đang có sẵn 3 lít nước, một cây HO đó và thuốc H95. Thì quý mình sẽ ngâm con sinh vào cho mọi người biết là con sinh nó chết trong loại thuốc này, và quý mình sẽ ngâm luôn cả cây HO này vào, và mọi người sẽ theo dõi vài ngày sau xem thử cây HO này nó có vấn đề gì về tăng trưởng không hay không nha. Thì loại thuốc H95 này thì chúng ta sử dụng nó là lắc trước khi sử dụng chúng ta sử dụng nó là 6cc với 3 lít nước, là liều khá là đậm nha cả nhà. 6cc với 3 lít nước. Đây là 4cc rồi cả nhà nha. Thêm 2cc nữa là đủ liều 6cc trên lít nước. Đây là 2cc nữa. Liều này khá là đậm, quý mình cố tình làm đậm để cho mọi người thấy được cái thuốc này nó có độc hại, nó có hại với cái cây HO của quý mình hay không. Chứ còn với liều mỏng hơn này thì nó cũng đã diệt sinh được rồi. Đây, bây giờ hòa lên. Liều đậm là 6cc trên 3 lít nước nha cả nhà. Chúng ta có thể pha tầm 4cc trên 3 lít nước hoặc 3cc trên 3 lít nước cũng được. Rồi, bây giờ của mình sẽ ngâm cây HO vào đây trước nha. Rồi của mình sẽ lấy những con sinh thả vô luôn cho mọi người xem. Sợ nó tràn ra. Rồi ngâm ngập luôn nha cả nhà. Thời gian ngâm là trong vòng từ 2 đến 5 phút. Nó cứ nổi lên không mà cả nha. Ôi làm sao cho đứng đây. Rồi, tạm ổn đi cả nhà. Quý mình không có nghĩ đến cái việc là cái chậu lan nó sẽ nổi lên như thế này. Và bây giờ quý mình sẽ bấm giờ. Rồi, đã bắt đầu chạy giờ rồi nha cả nhà. Bây giờ quý mình sẽ lấy những con sên để bỏ vào. Đây. Trong video này quý mình sẽ không thí nghiệm với những con sên nhỏ nữa, mà quý mình sẽ thí nghiệm với những con sên, những con ốc ma như thế này luôn, những con rất là to, cả nhà biết. Đây ạ. À. Những loài này chắc cả nhà cũng thấy ha, nó còn sống, nó còn bu bám đó nha. Đây là những con ốc ma luôn, ốc, những cái con ốc này nó to, nó ăn cả bonsai cây cảnh luôn chứ không phải là nó ăn lan nữa. Quên mình chỉnh cái video lại chút xíu nha. Đó. Quý mình rất là sợ những con này, mọi người ơi. Rất là sợ những con này, nhưng mà làm video này quý mình cố gắng không có sợ nữa. Đây, bây giờ quý mình bỏ nó vô nước luôn nha. Rồi chập nữa, thử đủ 5 phút rồi. Lấy ra nó không chịu. Còn con
còn một con bự nữa. Tổng cộng là 4 con. Rồi mình đã bỏ 4 con ốc trong đó rồi nha. Bây giờ mọi người còn cảnh xem những cái con ốc ma nó đang nhoi nhoi nè cả nhà. Nó đang nhoi nhoi, nó bò ra ngoài nè cả nhà. Nó đang tìm cách bò ra ngoài nè. Mọi người thấy không? Nó đang tìm cách bò ra ngoài đó cả nhà. Nhưng mà nó bò không nổi nữa, nó bật ngửa ra rồi. Nó thò đầu ra để nó kiếm đường, nó chui ra ngoài. Nó đang quằn quại cả nhà. Con bên này cũng đang quằn quại nè. Nó đang tìm cách bò ra. Nó đang bò lên chậu lan. Của mình đang rất là sợ. Bé của mình đang rất là nhợn trong người nha cả nhà. Cực kỳ nhợn luôn, rất là sợ con này luôn. Nhưng mà của mình là vẫn, lần trước là làm video đăng bên YouTube á, là của mình làm bằng những con sên nhỏ xíu mà nó hay ăn cây lan của mình á. Nhưng mà lần này của mình liều bắt những ốc bự này luôn để làm thí nghiệm, để mọi người thấy được cái tác dụng của cái thuốc này, nó có tác dụng mạnh như thế nào với loài sên. Đó, những con như thế này mà nó vẫn diệt được thì những con sên nhỏ xíu là chẳng là gì hết. Nó đang tìm đường nó nhoi, nó bò lên để nó trốn khỏi cái dòng nước này cả nha. Ui, mình sợ quá. Nhưng mà đã bò lên không nổi nữa, nó cứ đu lên rồi rớt xuống cả nhà thấy không. Bây giờ đã 4 phút 18 giây rồi. Hồi nãy mấy con sên bỏ vô muộn hơn cái cây. Cái cây bỏ vô được 1 phút mà mấy con sên mới vô. Nó đang nho lên cả nhà ơi, của mình sợ quá. Nhìn cái đầu nó râu đi, nó dài cái đầu nó ra kìa. Nó ngỏng dài cái đầu nó ra ghê quá. Nhưng mà nó bò lên không nổi, nó cứ nho ra, nó thở nhưng mà nó bò lên không nổi cả nhà ơi. Cây lan thì phải vẫn ngâm trong đó. Đây là cây năm cánh trắng Phú Thọ nha cả nhà. Mọi người cũng thấy năm cánh trắng Phú Thọ là rễ còn đang rất là xanh nè. Rễ xanh, rễ nhiều và rễ rất là xanh nha cả nhà nha. Đó, mọi người theo dõi cây này thử vài ngày sau, 2-3 ngày sau mọi người thể theo dõi trang của Quế Minh. Quế Minh sẽ cập nhật lại cái tình trạng sức khỏe của cái cây năm cánh trắng Phú Thọ này cho mọi người xem thử rễ nó có bị hư, rễ có bị đen đầu hay là rễ có bị chậm phát triển hay như thế nào hay không, và thân cây là có như thế nào hay không nha. Cây thì đang rất đẹp đó cả nhà nha. Quay lại những con sên này nè, nó cứ ngoi cái đầu để nó kiếm đường, nó trèo lên nhưng mà nó không có trèo lên được. Bình thường thì chỉ cần nó có được vật bám là nó sẽ bám, nó bò rất là nhanh. Ai nói sên nó chậm chứ sên này rất là nhanh. Mấy con sên này rất là nhanh, nó bò đi nhanh lắm. Thời gian là 5 phút 51 giây. Bình thường trên lọ thuốc là nó kêu là ngâm 5 phút là sên nó chết rồi. Nhưng mà có lẽ đó là những con sên nhỏ ở trên chậu lan. Còn những con sên lớn này có lẽ nó sẽ chậm hơn mọi người ơi. Chờ thêm một chút nữa nha. Rồi bắt đầu kéo dài đầu ra để im rồi đó, nó muốn chết rồi đó. Ghê quá à, nó đang kiếm đường bò lên kìa.
Hôm vừa rồi video bên YouTube mà mình đăng á, thì mấy con sinh nhỏ xíu thì ngâm trong vòng 2 phút đến 3 phút là chết toi hết luôn. Còn những con này thì nó to quá nên kháng thể nó mạnh. Rồi bây giờ với cây lan thì mình vớt cây lan ra được nhiều rồi nha. Còn những con sinh có lẽ sẽ ngâm lâu hơn một phút nữa cho nó chết hẳn luôn. Của mình vớt cây lan ra nha, tại vì cũng hơn 6 phút rồi. Ủa, của mình sợ mấy con sinh quá. Hồi nãy bỏ vô 4 con sinh lần cả nhà nha. Hồi nãy bỏ vô 4 con sinh. Mà hai con nó nhoi nhoi ở trên. Thời gian là 7 phút 25 26 giây rồi. Của mình xem tình hình những cái con sinh nó như thế nào. Nó lình bình luôn cả nhà ơi, nó lình bình luôn, nó hết bò rồi. Đây nè, nó chết đã chết rồi nè cả nhà. Mọi người thấy nó có cục cườn không? Chết rồi nha kìa. Đấy nha. Bây giờ là 8 phút 38 giây, của mình tắt máy nha. Rồi tạm dừng. Rồi có 9 phút. Rồi của mình vớt cho mọi người xem nha, con sên nha. Ghê quá à. Đây cả nhà thấy nè. Nó chết khô rồi. Nó chết gì, nó chết rồi, nó đổ rượu dẻo ra nó chết nè. Ghê quá à. Rồi nó chết rồi cả nhà nha. Nó đổ nhớt đổ dẻo ra nè cả nhà. Cái con này nó quá là to. Hôm video bên YouTube thì ngâm trong vòng 2 phút rưỡi 3 phút là đã chết hết rồi. Con này nó quá là to, đây là cái con ốc sên khủng nhất luôn á. Đây gọi là ốc ma, con này nó ăn cả bonsai cây cảnh chứ không phải là lan nữa. Đó, của mình ngâm trong 8 phút, gần 9 phút. Nó chết hết rồi cả nhà. Còn trên cái bao bì của sản phẩm H95 này á, thì nó nói là ngâm trong vòng từ 2 đến 5 phút là sẽ có kết quả, nhưng cái dòng này nó quá là to nên của mình ngâm trong vòng 9 phút. Nó chết hết rồi nha cả nhà, của mình sợ quá không có dám. Đây là những con này to hơn nè. Ừ. Đó, cả nhà thấy không? Nó chết queo rồi. Của mình sợ quá, mình không dám vớt lên đâu nha cả nhà. Rồi ok, ngày mai qua. Ngày mai mình sẽ từ ngày mai. Bây giờ cái cây với cái cây phú thọ này á, với cây phú thọ này nè. Thì quý mình sẽ để im như thế này, không xả nước lại. Cố tình không xả nước lại luôn. Bình thường thì người ta sẽ xả nước lại. Quý mình không xả luôn nha cả nhà. Để im vậy qua sáng ngày mai quý mình mới xả nước. Rồi tiếp theo mọi người sẽ theo dõi trong 1 đến 2 ngày sau, của mình sẽ cập nhật về cái tình trạng sức khỏe của cây năm cánh trắng phú thọ này nho cho cả nhà xem nha. Đây rễ nó hiện tại đang rất là xanh này nha cả nhà, rất xanh. Của mình cố tình lựa chậu cây mà nó có rễ xanh ở trên á để cho cả nhà quan sát được cả cái rễ luôn. Rễ xanh, rễ nó bò ra ngoài luôn nè cả nhà.
Ăn cả nhà thấy rõ không? Rễ rất xanh nha. Rồi để xem ngày mai ngày mốt rễ nó sẽ như thế nào và thân nó sẽ như thế nào. Rồi đây là video thí nghiệm cho cái sản phẩm thuốc diệt sên H95. Cả nhà đang gặp vấn đề về sên nhớt hại cây, ủng hộ của mình nha. Nó diệt sên rất là hiệu quả và an toàn trên cây trồng. Của mình đã sử dụng rồi, thấy hiệu quả rồi mới chia sẻ với mọi người. Và để lấy được niềm tin của mọi người, của mình làm cái video thực tế này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm sau.